Hoa Kiển Thanh An xin kính chào quý khách nha. Hôm nay em giới thiệu với quý khách là bên em có cái hường sọc 4 màu mà bông chuẩn nhất luôn nha anh chị nha. Hàng này là hàng rin, bên em mới ra hàng là cái hàng này là rin chuẩn của hường sọc 4 màu luôn. Anh chị nào có mua thì IP qua Zalo bên em ha. Zalo bên em là 0844 333 799. Hàng này là hàng hường sọc 4 màu bên em mới ra lò luôn. Hàng rất là đẹp, bông chuẩn mà cây rin luôn nha anh chị. Anh chị nào có mua hàng sọc đột biến á thì IP cho Zalo bên em nha. Chốt hàng nhanh nha. Còn ngoài ra thì bên em có phụng hoàng cam. Phụng hoàng cam thì bên em có hàng cây sai đại là 1,5 triệu một cây bao ship. Anh chị nào có mua thì mua cây nhỏ cây lớn gì bên em cũng có nha. Cây nhỏ của bên em là 350.000 một cây. Hiện tại bên em là có rất là nhiều size. Còn cây cẩm thạch sai đại. Cẩm thạch sai đại là bên em là duy nhất có cái lô này là hàng sai đại cao thôi nha. 1,5 triệu một cây em bao ship. Anh chị nào muốn sở hữu hàng sai đại á thì cứ việc EV qua bên em nha. Nhanh tay để mua hàng sai đại, tại vì cái cây cẩm thạch nó rất là lâu lớn luôn. Anh chị nào muốn mua thì báo em nha. Còn ngoài ra thì bên em có phụng hoàng lửa. Phụng hoàng lửa bên em là cây từ 650.000 một cây và tới cây 1,5 triệu một cây. Hàng này có nhiều size. Anh chị cứ việc mà EV bên em đi, bên em sẽ báo cáo cho anh chị đầy đủ luôn nha. Phụng hoàng lửa có hàng luôn nha anh chị. Còn cái tím sen Vĩnh Châu là bên em cũng có luôn. Có nhiều size và nhiều loại kích cỡ. Anh chị muốn mua loại thấp tiền cũng có và loại cao cũng có luôn nha anh chị. Nhưng mà bên em lựa hàng đẹp cho anh chị luôn nha. Tím sen Vĩnh Châu là bên em là hàng bao đẹp đó. Hàng này bên em cũng ít có hàng lắm nha anh chị nha. Tại vì số lượng nó có hạn thôi. Còn ngoài ra thì bên em cũng có ra là phụng hoàng cam nè. Phụng hoàng cam cây cao từ 20cm là 600.000. Hàng rất là đẹp luôn, hàng một đọt luôn nha anh chị. Cái này là bên em là ra mùng, là nói chung là hàng này là rất là đẹp luôn đó. Tím sen Vĩnh Châu thì nó ít có nữa. Còn bên đây thì nó, bên đây là phụng hoàng cam nè. Anh chị thấy không, phụng hoàng cam rất là đẹp luôn nha. Nó phụng hoàng cam, bên em có phụng hoàng kim luôn. Phụng hoàng kim của bên em là cao từ 4 tấc là 400, 5 tấc là 500 và 6 tấc là 600. Còn anh chị mua 2 tấc là 200.000 phụng hoàng kim nha anh chị. Phụng hoàng kim tính theo tấc nha. Còn bên em thì phụng hoàng cam thì có rất là nhiều size. Anh chị có việc tham khảo qua Zalo bên em là 0844 333 799 nha anh chị. Phụng hoàng lửa bên em thì cũng rất là nhiều size. Anh chị nào mà muốn tham khảo bên trang của em thì có rất là nhiều. Anh chị nhớ nhấn đăng ký kênh bên em nha. Kênh của em là Hoa Kiển Thanh An Sa Đéc. Có rất là nhiều loại giống mới luôn. Mà anh chị thu nhập được á là hàng này là rất là ok luôn nha anh chị. Tại giống mới ra mới nhất luôn. Ngoài ra bên em có phụng hoàng cam, mà phụng hoàng cam cao cao nữa kìa. Cao từ 25cm. Có nhiều size lắm nha anh chị nha. Đây là phụng hoàng cam nhà em đây. Đó, bên em đang chăm này là hàng này là khách đặt nè, là cao 60. Còn ngoài ra là bên em có cái cẩm thạch, hàng loại 1 cốt cao từ hơn 20cm nha anh chị. Hàng này bên em là chỉ có giá là 200.000 một cây em bao ship cho anh chị thôi. Anh chị nào có mua hàng thì báo em nha. Cái cây 1 đọt rất là đẹp nha, cao từ 20cm trở lên. Hàng 1 đọt đẹp cực kỳ luôn. Giá chỉ có 200.000 em bao ship thôi. Anh chị nào có mua hàng thì báo em nha. Nói cái cây vàng son thì tiếp tục là một cây vàng son. Bên em nhà em là cao từ 15cm nè. Đó, vàng son bên em cao từ 15cm là 350.000 một cây. Anh chị nào có mua hàng size cao cao thì cũng có luôn nha. Hàng 350.000 một cây thôi anh chị. Vàng son rin bên nhà em rất là đẹp luôn nha. Hàng một đọt, đó, một đọt thẳng đứng luôn, hàng rất đẹp nha. Nó cao từ 15cm trở lên. Có rất là nhiều size luôn nha anh chị. Anh chị muốn mua thì báo em nha. Còn ngoài ra thì có hàng size đại luôn. Size đại là cao từ 50 nè, 60cm nè. Giá từ 1,5 triệu một cây trở lên nha anh chị nha. Tại vì hàng sai đại của nó là hàng rin một đọt luôn. Nó được trồng dưới đất luôn nha anh chị. Hàng này là anh chị muốn có nhu cầu mua cây sai đại thì báo em nha. Tại vì cái hàng này là hàng vàng son rin Cần Thơ. Nói chung là nó rất là đẹp đó. Anh chị nào muốn sở hữu cây bự thì báo em nha. Nó chỉ có tầm 15 cây mẹ đổ lại thôi. Thành ra là hàng cây vàng son Cần Thơ này anh chị muốn mua thì báo em nha. Có 1,5 triệu một cây em bao ship nha anh chị. 1,5 triệu một cây thôi, hàng rất là đẹp nha. Thấy không, được trồng dưới đất luôn. Ngoài ra thì bên em giới thiệu với anh chị là có cái pháp hường. Cái pháp hường là rất là giống, rất là hiếm nha. Tại vì pháp hường á là ít ai có giống lắm. Hàng này là giống mới mà bông cực đẹp nha anh chị nha. Bông rất là đẹp luôn. Bên em cho xuống giống được bao nhiêu đây nè, là rất là lâu luôn nha anh chị. Tại vì cái cây mẹ nó ít có giống dữ lắm luôn. Anh chị nào muốn mua mà sở hữu hàng mà pháp hường á là 350.000 một cây nha anh chị nha. 350.000 một cây em bao đẹp cho anh chị luôn. Nhưng mà nó có rất là nhiều size. Cao từ 20cm nè, 30cm luôn. Có hàng 5 tấc luôn nha anh chị.
có hàng thấp luôn, 15cm và 20cm có luôn nha, 350.000. Anh chị nhìn thấy nó bông rất đẹp không?